Nêm lên đừng nhúc nhích nha. Ừ, cái hàm của em nó bị sưng, nó bị làm ổ, bị những cái ổ viêm này chắc chị nghĩ cũng lâu rồi đúng Lâu lắm rồi chị. không? Mắt nhắm mắt đi cho đỡ chói, Ủa, sao vậy cũng bình thường. đừng nhúng nhích nha. Dạ. Em quê ở đâu Tuấn? Bình Phước chị. Bình Phước hả? Dạ. Mình Chỉnh lại cho chị dễ. Đó nó nhất cái chị. Thì đó nó viêm mà. Dạ, nhất. Nó viêm, nó viêm mà. Mình sẽ này phải về vệ sinh da kỹ. Mấy cái mền gối rồi đó, em nằm nó phải giặt sạch, phơi nắng. Phải khăn mình khăn mặt mình lau mặt á em. Cái khăn thì em giặt em phơi, những sáng thì em rửa mặt xong em giặt sơ em bỏ em phơi, chiều tắm đấy rồi. Nếu cho nó hết cái hàm, cái hàm nó quá nhiều rồi, nó bị lâu quá nó sẽ bị viêm á. Đứa này nó nhức. Nó viêm nó mới nhớ nè, không chịu khó chút.
tưởng đã nhầm cái rớt cái ừ. tưởng rớt cái này không sao không sao đổi gì cái ống á, ống này nó không bị, nó không hít. Rồi nhiên lại nằm ngay ngắn lại cho nó đỡ mỏi ngay ngắn lại. Nhất luôn cái gì cái rau này nè, em đừng có cạo sát, cạo vừa phải này. Cạo sát nó nổi nó mới giãn phải chị, thấy nó bị nhé em xíu còn cái mũi nữa là xong rồi. Dạ rồi. Đừng, em đừng có ngộ ngoại quá.
Ok đấy. Đụng tay lên mặt em nha.